Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Mini World mới của mình nha. Yeah. Ok bạn ơi, thì các bạn đang nhìn đây, hai bên của mình chính là anh Mr. Dịch và Timmy Đủ các bạn ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với gọi là anh em nhà bút chì các bạn ơi. Bút chì màu nha, màu hồng nè, màu xanh nè, màu vàng nè, hay còn nói ngắn gọn chính là bộ ba đạo các bạn ơi. Hôm nay bộ ba bá đạo sẽ comeback nha các bạn. Đó, thì hôm nay nè mình sẽ cùng với Timmy nha, cùng với anh Dịch nè, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại gọi là bộ ba bá đạo nha các bạn. Bởi vì có rất là nhiều bạn trên kênh của mình á yêu cầu mình là anh ơi, anh hãy làm bộ ba bá đạo cho bọn em xem đi, em thích coi bộ ba bá đạo lắm. Cho nên hôm nay là bộ ba bá đạo sẽ quay trở lại nha các bạn, sẽ quay trở lại nha các bạn. Ê, không được, không phải quay trở lại được, bây giờ phải bao nhiêu like mới quay lại nè. Đúng rồi, hợp lý. Bao nhiêu like? Bây giờ nha, mấy bạn hãy cho mình gọi là video này đi. Video này nếu như đạt được 10.000 like nha, 10.000 like nha Dịch. 10.000 like hồi sinh màu ba đạo. Mấy bạn chỉ cần cho video này của mình đạt được 10.000 like thôi là qua ngày hôm sau chắc chắn sẽ có thêm một video bộ ba bá đạo mới bạn ơi. Cho nên là nhớ để cho mình 10.000 like nha các bạn. Nha mấy bạn, nhớ nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thế nào các bạn ơi. Let's go. Hôm nay rủ bộ ba bá đạo vô em chi hả? Dạ. Ôi anh ơi, hôm nay á em bị lắc máy của anh. Cái máy tính 100 triệu của em á, không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên nó bị lắc ơi là lắc luôn. Mấy bạn anh thấy á, bộ ba bá đạo phiên bản mới này anh cũng máy tính 100 triệu á, sao lắc quá ta, có người nào khác không ta? Đúng rồi. Nếu mà hai ông mà lắc là tôi đứng máy luôn rồi á. Mấy cái người máy tính cùi, máy tính cùi. Đúng rồi, anh em mình máy tính 100 triệu mà còn Timmy máy tính cùi làm sao mà so sánh với anh em mình được. Đó, thì mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Tự nhiên dạo gần đây á, Phong vô trong game Mini World nè, vào trong game Liên Minh chơi chung với anh em nè, hay thậm chí là chơi bất cứ cái game gì, Phong cũng thấy nó lắc ơi là lắc luôn. Nó cứ cà giật, nó bị lắc. Cho nên là Phong mới quyết định rằng là Phong sẽ đi kiểm tra. Thì Phong mới phát hiện ra là do là trong máy của Phong đang có một con map vô cùng gọi là lắc mấy bạn ơi. Lý do vì sao mình nói con map này vô cùng lắc thì mấy bạn hãy xem đây. Ta-da-ta-da. Đó, trời ơi, Timmy ơi, Dịch ơi, qua đây coi nè. Ủa, cái gì mà ghê vậy nè? Cái gì mà giống corona vậy? Đúng rồi, giống corona ghê luôn á. Trời ơi là trời, xin giới thiệu cho mọi người nha, đây chính là 1.000 Phong Cận TV, 1.000 Mr. Dịch và 1.000 Timmy. Đó, thì mấy bạn xem nè, trên đây là có 1.000 con luôn nha. Bạn nào không tin là 1.000 con á thì mấy bạn có thể dừng video lại để mấy bạn đếm nha. Bạn nào không tin là 1.000 con, các bạn cứ dừng video lại, mấy bạn đếm đi, bảo đảm với các bạn là các bạn đếm đến mai cũng không được luôn, bởi vì nó cứ di chuyển qua di chuyển lại hoài luôn các bạn. Đó, bao đủ ngàn con nha, ai không tin đếm. Ai không tin 1.000 con thì cứ đếm nha. Trời. Ok rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Mình sẽ cùng với lại anh Mr. Dịch bầu với lại là Timmy Đủ các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tiêu diệt 1.000 con virus này nha. Đây chính là con virus gọi là Yandere các bạn ơi. Thật ra đây bọn nó đang mặc skin của mình, anh Dịch với lại Timmy, nhưng bọn nó không phải là mình với anh Dịch và Timmy đâu, bọn nó là những kẻ giả mạo các bạn ơi. Cho nên là hôm nay mình với anh Dịch lại Timmy sẽ tiêu diệt bọn nó, và gọi là không thể nào mà bọn mình có thể dùng bằng tay mà quýnh bằng nó được, đúng không Dịch? Đúng rồi, không dùng bằng tay được, giờ cầm Timmy quăng vô là chết rồi. Đúng rồi, Timmy chỉ cần nằm xuống, Timmy lăn cái thôi là chết hết mấy con này luôn. Ok, thì mấy bạn ơi, làm cách nào để chúng ta có thể tiêu diệt được những con này? Thì các bạn thấy là ở 4 góc nè, mình có để những cái cây cột. Thì những cây cột này các bạn, trên đây nè nó có những cái rương, và trong cái rương này nó có một cây súng các bạn ơi. Đó, bạn xem nè, thấy không? Một cây súng cun nè, đó, súng ngắn nè, có thể dùng để bắn nè. Đó, thấy không? Rồi, Timmy luôn rồi. Thì khi mà các bạn sử dụng cây súng này các bạn, mấy bạn bắn mấy con gọi là virus trên kia kìa, thì mấy bạn sẽ được gọi là gì ta, người ta gọi đó là gì nhỉ? Kim cương, đúng rồi, các bạn sẽ được kim cương. Và sau đó các bạn chỉ cần click vào trong bàn chế tạo, các bạn có thể chế tạo cho các bạn thêm những cây súng mạnh hơn. Đó, Dịch hiểu cái này dễ, giờ mình đứng đây mình bắn chết nó được rồi. Trời ơi, đâu thể nào mà đứng đây bắn, mình đứng đây mình bắn được, mình bắn không thể nào mà dính nó được. Vậy đó Dịch, coi thấy không, em bắn nè. Thế làm sao bắn nó được, đâu có chết con nào đâu, mình muốn bắn vào nó đúng không, đơn giản thôi. Đi xuống dưới đây em chỉ cho nè. Thì bây giờ rất là đơn giản hả? Giờ quăng ông Dịch lên xong cái ông Dịch gặp nó sợ quá, ông Dịch chạy xuống, nó chạy xuống theo. Quăng Timmy nó mới sợ chứ quăng Dịch lên sao sợ được. Đây Đây các bạn xem nè, trong đây nè mình có một cây cung với lại mũi tên nữa các bạn. Thì cái này dùng để làm cái gì thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây các bạn nhìn đây. Bây giờ chỉ cần bắn cung lên mấy cái nút đó. Bắn nè. Ôi các bạn coi nè. Phong Cận Yandere nè. Rồi Timmy Yandere nữa các bạn xem nè. Trời ơi. Trời ơi là trời. Kinh khủng quá. Chạy đi, lấy con súng ra. Lấy súng bắn nó mày chết rồi mày. Trời ơi bạn coi này thấy không? Ui, Timmy Yandere nè bạn coi nè. Trời ơi cái mặt xấu y như Timmy luôn phải không? Trời ơi. Ui, anh Dịch Yandere nè. Ôi trời ơi bạn coi à. Thấy không? Bọn mình phải ơi, bóp đứt anh Phong ơi alo. Cái gì? Tự nhiên thả Yandere nó bóp đứt Dịch. Ấy da, tôi quýnh em Dịch đây. Ôi trời trời. Nó bóp đứt nó kìa. Chết em mày, chết em mày. Yandere nè, Phong Yandere nè, bắn cho lời mắc cặn luôn. Yandere nè. Chơi tạo luôn nè. Bây giờ bà nghĩ đi, bà có mỗi một cái cây súng ngắn ngủn là làm sao bà bắn chết được bọn nó được. Bà phải chế cây súng đại liên kìa, hoặc cây súng đại bác kìa bà mới giết được hết, hiểu không? Ôi trời ơi, Timmy nè. Giơ nách lên cái chết hết. Ừ ha, mấy bạn ơi, Timmy chỉ cần giơ cái nách lên cái là đậu phộng là không những mà mấy con zombie này chết đâu, mà mình với anh Dịch cũng chết luôn. Ok, hãy xuống nè. Chiến đấu nào anh em ơi. Ồ, mày quá đây, mày góc nào vậy? Timmy nè. Ok, một con Timmy đã bị chết. Ôi, Mr. Dịch chết luôn nè. Ủa, Dịch bị nguyên đạn. Phong Cận nè. Nè, tôi nè. Trời ơi, fan hâm mộ đông quá. Từ game ơi, chưa kịp đâu có. Dịch ơi, cẩn thận Dịch ơi. Trời ơi, ông Dịch đang bị dí đông quá các bạn ơi. Các bạn xem nè, sau lưng của mình nè. Ôi ôi, quá trời luôn. Ấy da, trời ơi nó tán mình. Ôi trời, Timmy nè. Anh tại sao từ nãy giờ em để ý nha, không thấy Phong Cận, không thấy Mr. Dịch đâu, toàn thấy Timmy đuổi theo em không à. Chắc nó bị bệnh mê dai á. Mê dai. Đúng rồi, bệnh mê dai á. Ok. Mắt mới gì mê dai, tương mê Dịch cũng được. Vậy chứ mắt mới gì mê ông trời ơi. Mà tới lại là hai ông sao quát ai thì. Rồi ok, bây giờ các bạn lít vào bàn chế tạo nè. Đó bạn thấy không? Chỉ cần gọi là 5 viên kim cương thôi, chúng ta sẽ chế được một cây súng các bạn ơi. Đó, một cây súng nè. Bây giờ mình xem coi từ nãy giờ mình tàn giết anh Dịch với lại Timmy không à, để coi có Phong Cận Yandere không. Kìa bên kia có một con Phong Cận Yandere kìa. Tại đây mày hả mày? Ủa sao Phong Cận Yandere em để ý ít của ta, chắc là do mình sống tốt mấy bạn. Ở đây Phong Cận Yandere nè. Phong Cận Yandere nè. Trời ơi đông quá mấy bạn ơi. Đông phải nồi. Coi kìa, anh Dịch đang anh Dịch đang bị mấy con Yandere dí mấy bạn ơi. Alo. Ôi đông dữ vậy? Sao mà đông dữ vậy? Ok rồi. Ủa sao bên em để ý toàn là anh Dịch với Timmy không thấy Phong Cận hết. À đây Phong Cận này. Phong Cận nè. Phong Cận trong kia kìa. Tránh ra coi. Ok, Phong Cận nè. Phong Cận nè. Hết đạn rồi. Anh hết đạn thì anh leo trên đây nè, anh chế thêm đạn đi. Leo lên nhanh. Ôi trời. Leo lên. Mệt quá. Ôi, trên kia còn mấy con nữa kìa anh. Ôi, đông quá bạn ơi. Em chặt cái cần đi sao cho chết bớt luôn. Đúng rồi. Phong Cận Yandere nè, tụi mày dám làm người xấu hả? Tại sao làm Phong Cận lại không làm người tốt mà lại làm người xấu là sao hả? Trời ơi, mấy thằng Phong Cận Yandere này. Phong Cận Yandere nè. Ở đây còn một thằng nữa bạn, mình sẽ ngắm dưới đầu đó nha. Đó, chết queo luôn. Mà con chưa xuống vậy? Nó cứ đứng trên để hoài à. Từ từ để em. Bây giờ còn mấy con trên đây nè, để em quăng nó xuống hết luôn. Yandere hả? Ủa Dịch hả? Ôi trời ơi, nhầm xin lỗi anh. Ai da, xin lỗi. Cái ngõ tao xuống với mày chết lên tao mày. Em giỡn, xin lỗi. Trời. Thôi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Trời ơi, một đàn gọi là Yandere bộ ba bá đạo luôn. Rồi bây giờ bọn mình đã giết gần hết rồi. Chỉ còn có vài con trên đây thôi. Ôi, có một con nó núp kìa bạn. À, dám trốn rồi. Mày nè. Ok rồi, để mình bắn mấy con còn lại xuống nha. Bắn nè. Ok rồi. Nó rơi xuống kìa. Ôi. Em lấy ổ bánh mì em tán cái mặt nó. Rồi dịch đâu rồi, dịch Mr. Dịch Yandere đâu? Yandere nè. Có một đàn theo đuổi, mà chết rồi. Dịch ơi, trời ơi. Con Timmy từ nãy giờ nó không giết Yandere mà nó giết em hoài anh. Đầu óc để làm cảnh hay sao á, tào lao nhìn thế nè. Phong Cận Yandere. Rồi ok, em giết hết Phong Cận Yandere nha, còn lại là cho mọi người nha, mọi người xử đi. Lấy cái cung bắn vô cái lỗ mũi đó. Mày chết nè con, mày chết rồi. Ủa ai bắn vô mình nè. Mày đừng hả mày, từ nãy giờ mày giết tao hơi bị nhiều nha Timmy nha. Hãy hơi giết tao hơi nhiều nha. Lụm hết đầu của nó đi anh. Nó không còn súng hả? Ok, giết nó. Chạy hả? Dịch ơi. Dịch, Dịch, em nói anh nghe nè. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra một cuộc thi, đó chính là cuộc thi săn heo. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình với là anh Dịch nè và Timmy nè đã gọi là quay trở lại làm bộ ba bá đạo rồi đó. Và nếu như những bạn nào muốn bọn mình tiếp tục làm cái trend bộ ba bá đạo này thì các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình nè một like nè, một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là để lại hashtag bộ ba bá đạo để bọn mình quay trở lại nha anh em. Và anh em nhớ là đừng quên là để cho video này đạt được 10.000 like anh em, thì qua ngày hôm sau chắc chắn bọn mình sẽ làm tiếp tục bộ ba bá đạo nha. Thì hôm nay chúng ta đã tiêu diệt được 1.000 Phong Cận Yandere, 1.000 Timmy Yandere và 1.000 Mr. Dịch Yandere rồi đó. Thì mấy bạn thấy video hôm nay như thế nào? Nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên là giống như hồi nãy nha, là để lại cho mình một like nè, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta kết thúc video tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Ây da, Dịch vô gian quá.